Trong phần trước thì chúng ta đã tạo được các bảng như là Product, Image, Brand, đồng thời định nghĩa được mối quan hệ một nhiều giữa cái bảng Image, bảng Product và bảng Brand và bảng Product. Trong phần này thì chúng ta sẽ tạo tiếp các bảng như là Task và Product Task và thể hiện được cái mối quan hệ là nhiều nhiều giữa cái Task và Product. Rồi, quay trở lại, chúng ta cũng sẽ trở về cái ứng dụng trên Express và sẽ tắt server. Và mình sẽ tạo cái đầu tiên là sẽ tạo các bảng là bảng Task và bảng Product. Sử dụng SQLize Model Create trừ trừ name, tên của mình, tên cái bảng của mình là Task, trừ trừ Attribute. Có name là chuỗi. Rồi, tương tự như vậy, nó sẽ tạo cho cái bảng là product task. Nhưng mà đối với cái bảng product task này thì mình sẽ không có cái thuộc tính nào hết, tại vì những cái thuộc tính khóa là chúng ta sẽ để cho nó tự phát sinh. Nó sẽ yêu cầu mình phải có một cái attribute. Mình sẽ để lại một cái gì đó, lát nữa mình sẽ xóa sau ha. Rồi, như vậy là mình đã có được cái hai cái model là task và product task ha. Rồi, thứ nhất là cái bảng task, chúng ta sẽ định nghĩa mối quan hệ với lại cái bảng product. Ở đây là nó sẽ thông qua cái bảng trung gian là bảng product task của mình. Vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Task nó sẽ belongs to many, nó quan hệ một nhiều nhiều, nên một task sẽ có nhiều sản phẩm. Models product thông qua through cái bảng là bảng product task ha. Và foreign key của chúng ta sẽ là task ID và order key. Khi mà muốn có quan hệ nhiều nhiều như vậy á, ở đây là các bạn sẽ thấy là nó có hai cái khóa này, hai cái khóa này nó sẽ là hai cái khóa loại tới cái bảng product và bảng task, nhưng mà hai cái khóa này gộp lại nó sẽ là cái khóa chính của cái bảng là product task. Nên do đó chúng ta sẽ có hai khóa, và một cái là tag ID và một cái là product ID. Một task thì sẽ có nhiều sản phẩm, tương ứng như vậy mình sẽ có là một sản phẩm. Tôi sẽ sửa lại, một sản phẩm là sẽ thuộc về nhiều task cũng thông qua cái bảng product task, nhưng mà lúc này thì cái foreign key đối với cái bảng product nó phải là product ID, còn cái key còn lại là task ID. Rồi, tương ứng như vậy thì trong cái bảng product task của mình sẽ có là nó sẽ có cái khóa ngoại tới cái bảng product đúng không? Vậy thì cái product task của chúng ta sẽ belongs to model.product. Foreign key là product ID. Đồng thời nó sẽ thuộc về một cái tag, các bảng tag với cái foreign là tag ID. Như vậy thì để định nghĩa khóa ngoại một một cái mối quan hệ là nhiều nhiều giữa hai bảng, thì trong cơ sở dữ liệu thì nó sẽ tách ra làm ba bảng, ba quan hệ nhiều nhiều, như một một product sẽ có nhiều task, một task có nhiều product. Thì thực chất khi mà triển khai lên trên cơ sở dữ liệu là mình sẽ có ba bảng đúng không nè. Thì tương ứng như vậy chúng ta sẽ có ba cái model trong cơ sở dữ liệu, và cái mối quan hệ của chúng ta sẽ là belongs to many ha. Đối với hai cái bảng là cái bảng task và product thì chúng ta sử dụng là belongs to many, và quy định nó sẽ thông qua cái bảng trung gian, và trong cái bảng trung gian thì chúng ta sẽ định nghĩa cái khóa ngoại cho tới hai cái bảng product và bảng bảng task.
Rồi, tương tự như vậy, để kiểm tra thử cái bảng của mình. Ở đây thì cái việc mà mình tạo cái bảng là bảng product task, và cái task này nó sẽ không ảnh hưởng tới cái bảng product, nên là cái bảng product của mình nó không ảnh hưởng, do đó thì chúng ta không cần phải xóa cơ sở dữ liệu, mình chỉ cần là tạo thêm thôi. Nên tôi sẽ start cái server và mình sẽ gọi lại cái đường dẫn là creatable để nó tạo lại, và mình sẽ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu. Lúc này nó sẽ phải tạo cho chúng ta thêm hai bảng là bảng task và bảng product task nè. À, là mình có cái bảng task. Bảng task của chúng ta sẽ có các thuộc tính như là name, ID, name đúng không? Và bảng product task của mình. Ồ, nãy quên mất, đáng lẽ mình sẽ phải xóa cái name này đi. À, nhưng mà trong đây nó sẽ có hai cái khóa ngoại. À, và nếu mà mình mở theo cái diagram diagram á, thì các bạn sẽ thấy là cái bảng product task của mình hai cái khóa ngoại product ID nè, và cái task ID nó sẽ gộp lại là thành cái khóa chính của cái bảng product task. À. À, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để định nghĩa và tạo cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu, định nghĩa cái mối quan hệ là nhiều nhiều.